Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta được có một thời giờ phước hạnh để chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Chúa để ca ngợi Chúa như vậy. What a blessed time we have being able to be in the presence of the Lord and to worship Him in that way. Cảm ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Ngài đã dâng lên để rồi chúng ta ngày hôm nay không cần phải mang những của lễ, những con sinh tế đến mỗi lần chúng ta thờ phượng. We thank the Lord Jesus Christ for what He did for us, so that we can come directly into the throne room to praise God instead of having to bring in sacrifices and offer them up, animal sacrifices to offer them up in worship. Điều mà Chúa Ngài chỉ muốn yêu cầu nơi chúng ta trong sự thờ phượng, trong Tân Ước đó là của lễ của sự ngợi khen chúng ta dâng lên cho Ngài. The only thing that the Lord asks of us to give up to Him an offering in the New Testament is our praise and our worship. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em có được phước không? Were you blessed tonight? Anh chị em trong tuần qua đã đếm các ơn phước của Chúa và ghi chép xuống, anh chị em có thấy nó nhiều không? Every evening this week, as you wrote down the blessings of the Lord before you went to sleep, were you encouraged and blessed by that? Khi chúng ta thực hiện điều này, chúng ta sẽ thấy và chắc chắn đã thấy thái độ của chúng ta thay đổi hoàn toàn, phải không? Whenever we do this, we're going to see that even our attitude will begin to change. Bởi vì chúng ta không còn lầm bầm, chúng ta không còn than phiền và tủi thân nữa, nhưng mà chúng ta thấy rằng mình được Chúa ban phước quá nhiều. Because we will no longer, while giving thanks to the Lord, it's very difficult to continue complaining and murmuring. Và nếu anh chị em không có thực hiện điều này thì anh chị em vẫn thấy rằng mình vẫn như cũ, mình cũng là một con người thường hay lầm bầm, thường hay oán trách, thay vì đầy những tiếng ngợi khen và cảm tạ. But if you did not complete this task that the rest of the church has been doing and writing down blessings every night, at least 7 of them every night before you go to bed, you'll find that you're still the same. Possibly you're still complaining, you're still judging others, you're still gossiping and murmuring. Và chúng ta thức dậy mỗi sáng thì chúng ta thấy lòng của chúng ta nặng nề vì chúng ta thấy rằng những cái sự khó khăn nó đáng lý nó ở trọ ban đêm thôi. Nhưng mà phước hạnh và sự thành tín của Chúa thì lại mới luôn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó đi theo chúng ta bởi vì chúng ta không có của lễ của sự ngợi khen và cảm tạ. The word of the Lord tells us that the difficulties and the challenging are but for the night, but the joy of the Lord comes in the morning. If we continue in this task of giving thanksgiving to the Lord every evening before we go to bed, then we'll wake up refreshed in His presence. Otherwise, we continue on and we don't sense the joy of the Lord with us. Cho nên anh chị em, chúng ta hãy bắt được cái nhịp điệu mà Chúa Ngài muốn thực hiện trên đời sống của chúng ta, đó là thay đổi chúng ta từ những con người sống từ sự kiện này, event này đến sự kiện khác. So let the Lord change us from living from one event to another. Nhưng mà Chúa cho chúng ta có một lối sống của những con người sống trong sự phục hưng phước hạnh của Chúa. But let us be a people who live in the blessings of God's revival. Amen. Để chúng ta sẽ mang sự phục hưng này và chúng ta san sẻ cho nhiều nơi. So that we can bring God's revival wherever we step foot. Có như vậy chúng ta mới không phải đối phó với vấn đề yêu Chúa một lúc, nóng cháy trong một lúc trong những ngày đặc biệt. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng mình tàn lụi và không có ơn quyền của Chúa trong đời sống của mình. So there's a cycle that many Christians go through. One moment they're on fire for the Lord and then they dip down and then they feel like they have no strength in the Lord. Let's stop being those kind of people. Let us find a consistency in the strength of the Lord in our praise and our worship. Tối thứ tư trong lúc chúng tôi đứng và ngợi khen với hội thánh. On Wednesday night as we were praising and worshiping with the church. Chúa cho tôi có những cái ý tưởng và những cái hình ảnh mà tôi phải ghi chép xuống vì tôi thấy rằng đây là một cái điều Chúa muốn thực hiện trên hội thánh của Chúa. God gave me many thoughts. I sensed his guidance as well as even visions, and I made sure to write them down. Anh chị em, một trong những cái ý niệm mà Chúa Ngài dạy dỗ cho tôi đó là một cái đền thờ của tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này. Thì điều gì làm cho cái đền thờ đó hay là cái chùa đó hay là cái nhà thờ đó là một cái nơi đầy quyền năng. So we know all across the globe that there's many buildings that are worshipers. It could be temples, it could be mosques, it could be churches, it could be various sanctuaries. But what is it that causes a place like that to be filled with the presence and the power of God? Not God. Not every. Oh, not every God. Power. Okay, sorry. With power. Và nó được nổi tiếng. And it's popular. Anh chị em, điều gì làm nên cái sự khác biệt này? What makes the difference? Có thể có những việc siêu nhiên, những việc kỳ diệu xảy ra tại chỗ đó. Supernatural things, miraculous things. Những lời cầu nguyện được dâng lên ở chỗ đó thì được ứng nghiệm, được kết quả. It could be that the prayers that were offered up, they bring about results. Hay là chỗ đó nổi tiếng vì thờ một cái vị thần nào đó mà nhiều người biết đến. Or maybe that place is very popular because they worship a god that people know of. Điều gì làm cho một đền thờ, một cái nơi thờ phượng trở nên nổi tiếng và đầy quyền năng? What is it that makes a difference to cause a building, a temple, a sanctuary, a mosque, whatever it may be, to be full of power and to be known, renowned? Có thể là kiến trúc của nó, bởi vì nó xây dựng rất là đẹp và rất là hoa mỹ, khiến cho người ta nhìn, người ta thấy rằng người ta trầm trồ vì cái vẻ đẹp của nó. Could it be the architecture that because the building is so beautifully made? Tôi đề nghị với chị em đó là tại vì những cái chỗ đó nó được nổi tiếng là bởi vì có những việc, những kỳ tích, những cái kết quả của những việc nó đã thể hiện liên tục, khiến chúng ta cho rằng chỗ đó là cái chỗ linh thiêng mà người ta phải tìm đến đó cho bằng được. I want to present to you, my brothers and sisters, the reason why that place may be so renowned across the globe is because that they see signs and miracles. Và cho tôi đề nghị với anh chị em một điều rất là quan trọng mà Chúa Ngài nói với tôi rằng Ngài muốn thực hiện khắp nơi trên thế giới. But let me suggest to you that something that God wants to have happen all around the world. Ngài muốn có những đền thờ vinh quang và đầy quyền năng cho Ngài. He wants to have places of worship that are full of His power and His glory. Và đây là điều tuyệt vời, đó là Ngài muốn mỗi một chúng ta chính là cái đền thờ đầy vinh quang và quyền năng đó. And the beautiful thing of this is the Scripture tells us that we are the holy temple of God, and God wants each and every one of us to be filled with His power and His glory. Vì trong cái đền thờ này chúng ta có Chúa hàng sống đang ở tại đền thờ này. In us, we are the temple of the Lord. We have the living God within us. Chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. In us, amen. Và tại đền thờ này chúng ta có thể đem đến những kết quả mà khiến cho người ta phải nói rằng đây là cái chỗ linh thiêng, đây là cái điểm tiếp xúc mà chúng tôi phải tìm đến vì chúng tôi cần được đáp ứng một nhu cầu nào đó. And we as a temple of God, we can bring the power and the presence of God, His glory wherever we go, and people can know that the Lord is with us. It is with us that the Lord resides. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19-20. In 1 Corinthians chapter 6 from verse 19 and 20. Khi chúng tôi được Chúa Ngài cho cái ý tưởng này và Chúa Ngài bảo rằng kể từ ngày hôm nay con hãy tập trung để huấn luyện, để xây dựng cho ta những cái đền thờ đẹp đẽ và đầy quyền năng như thế này. When the Lord showed us this, we recognized that we need to guide the church to see, to be aware that we as God's creation are the temple of God that can be beautiful and filled with the power of His Holy Spirit. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Verse 19 of 1 Corinthians chapter 6. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Câu 20. Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao, vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Verse 20. You were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. Anh chị em, chúng ta cần dùng cái gì để tôn vinh Đức Chúa Trời? What is it that we need to offer up to glorify God? I think Moses is trying to be interactive. What do we need to offer up in order to glorify God according to His word? Dùng thân thể của chúng ta. Our bodies. Amen anh chị em, lời của Chúa nói như vậy. Vậy hãy dùng thân thể của anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Therefore honor God with your bodies. Làm sao để chúng ta có thể dùng thân thể của chúng ta để tôn vinh Chúa? To honor God, to worship Him. Chúng ta đã được mục sư Xem nhắc nhở chúng ta về chúng ta phải có một đời sống trong sạch để lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta nó được lưu xuất ra từ một tấm lòng trong sạch để thân thể chúng ta được thánh khiết tốt đẹp trước mặt Chúa. Pastor Sam has reminded us that we must come before the Lord with a pure heart and clean hands. That way the Lord can, the overflow of His Spirit in us can flow out of us abundantly. Và chúng ta cũng đã chia sẻ với anh chị em, chúng ta sử dụng thân thể chúng ta, đôi tay của chúng ta để chúng ta làm sáng danh Chúa. We've also shared with you that we can use our hands to glorify God. Và Chúa Ngài ban phước và đặt quyền năng của Ngài ở trong chúng ta, trên tay của chúng ta. In us and through our hands. Và khi chúng ta làm việc một cách tốt đẹp, and whenever we work in excellence, và đầy kết quả, and full, be fruitful, thì chắc chắn rằng đền thờ này sẽ được nhiều người biết đến. A lot of people will know. Và chúng ta sẽ thấy được, người ta sẽ nói rằng đó là một cái người đầy ơn của Chúa và quyền năng của Ngài. And people will say that person is full of the favor of God and full of His power. Và một khi chúng ta có kết quả thì chúng ta sẽ thấy người ta sẽ kéo đến để nhờ chúng ta giúp đỡ. We're going to see that people are going to be drawn to us to ask us to help them. Amen anh chị em. Amen. Như là một cái đền, như là một cái nhà thờ, như là một cái chùa mà được nổi tiếng vì những việc kết quả xảy ra. A church, a sanctuary that's very popular because people see things happening. Thì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống. We are the temple of a living God. Và chúng ta là đền thờ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong chúng ta. We are a temple where the Holy Spirit resides. Mà Ngài có cái gì khó cho Ngài không chị em? Is there anything that's impossible for the Lord? Dấu kỳ, phép lạ chắc chắn xảy ra. Signs, wonders surely will take place. Khi chúng ta bằng lòng để Chúa sử dụng, và chúng ta lấy thân thể của mình để chúng ta tôn vinh Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay chúng tôi muốn huấn luyện cho anh chị em khai phóng quyền năng ở trong tay của chúng ta. Để rồi trong những ngày sắp đến, chúng ta sẽ nghe những công việc mà người khác người ta sẽ về kết quả của sự phục vụ của chúng ta. You're going to begin to hear other people talking about God using you and being fruitful in Him. Ở trong đời sống và chức vụ hầu việc Chúa, chúng tôi từng lúc nghe những lời làm chứng mà nó quá sức tưởng tượng của chúng tôi. In our ministry, there are times that we hear testimonies that are beyond our imagination. Và Chúa Ngài cũng đã bày tỏ những công việc mà kết quả của sự phục vụ của chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng đem lại phước hạnh của Chúa cho nhiều ngàn người ở trong God allows us to see the fruitfulness that have been birthed out of our ministry. Vì đó nó giải thích lý do tại sao nhiều người tìm đến và nhờ chúng tôi cầu nguyện. And that explains us why people keep seeking us out to pray for them. Nhiều người họ mong đợi chúng tôi đặt tay để có thể truyền tải ơn phước của Chúa, sự sức giàu của Chúa trên họ. To lay hands upon them so they can receive an impartation of the Holy Spirit. Điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở trong buổi tối hôm nay và trong những ngày này, đó là Chúa Ngài muốn dùng tất cả chúng ta. Khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta, thân thể của chúng ta là đền thờ nơi Chúa đang ngự. Nhưng điều này nó khó hiểu không? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn ngự ở trong tạo vật của Ngài. We know that God longs to reside within His creation. Khi Chúa Ngài dựng nên Adam, con người đầu tiên, when God created Adam, the first man, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã phú hơi thở của Ngài hay là sinh khí của Ngài vào ở trong mũi của Adam. Then we read in the scriptures that God breathed His breath into Adam. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này thực hiện những công việc để chuộc lại tội lỗi và chuộc chúng ta về cho Ngài, thì Chúa Ngài cũng đã hạ hơi trên các môn đồ và nói rằng hãy được đầy dạy Đức Thánh Linh. And when Jesus Christ came to this earth to fulfill the Lord's plan, to live, to die and to be resurrected again, God also breathed into the disciples. Đó là kết quả của việc mà chương trình của Đức Chúa Trời Ngài đã định. That is the result of God's plan. Cho anh chị em lưu dấu cho tôi nhắc anh chị em mà tôi sẽ nói nữa. Nói cho đến khi nào tất cả chúng ta đều sẽ hiểu được cái điều này. Đó là chúng ta là đền thờ của Chúa. Không phải là một cái vị thần hay là một cục đá, cục gạch, nhưng mà là Đức Chúa Trời hằng sống đang ở trong chúng ta. We're not a rock or a brick, but it's God. We are God's creation, made in His likeness, and He resides within us. Chính Đức Chúa Trời hằng sống đang ở trong chúng ta. The living God is in us. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. The Spirit of God is in us. Cho đến khi nào chúng ta nắm được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ kết quả trong mọi mặt của đời sống chúng ta. When we grab hold of this, we're going to understand that we can be fruitful in every facet of our lives. Amen. Amen. Điều này có nghĩa rằng khi chúng ta cầu nguyện đúng theo như Chúa Ngài dạy dỗ, thì nhu cầu của những người mà chúng ta cầu thay, chúng ta phục vụ, sẽ thấy kết quả. We're going to see results happen. Rồi người ta sẽ đồn rao về việc Chúa làm. Then they're going to go and testify. They're going to be a witness for what God is doing. Rồi nhiều người nữa sẽ đến nhờ chúng ta cầu nguyện. And more people will come to you and ask you to pray for them. Giống như một cái đình đài nào đó mà người ta thấy có kết quả thì người ta cứ kéo đến đó để người ta kêu cầu sự giúp đỡ. What is a đình đài? Like a temple where people see that there's a lot of results. They're going to draw more and more of their friends and family to come. Anh chị em khắp nơi trên thế giới người ta đổ bao nhiêu tiền bạc để xây dựng những chùa, những cái đền. All over the world, people are pouring out so much money to be able to build up a temple. Nhưng mà tất cả những điều đó không gì so bằng với thân thể của chúng ta. But nothing compares to our bodies. Amen anh chị em. Amen. Chỉ nhiên là cái giá mà Chúa ngài chuộc chúng ta về để chúng ta bây giờ xứng đáng làm đền thờ nơi Chúa ngự là một giá rất là đắt. Of course, this goes to say that the price that God paid for us to be the temple of God was very, very costly. Cho nên chị em đừng xem thường thân thể của mình. So don't take for granted this body that God has given you. Gìn giữ sức khỏe, bảo vệ cơ thể của mình. Protect your body. Lấy thân thể của mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Take your body and worship God. Chúng ta sẽ học để cách chúng ta có thể khai phóng quyền năng từ nơi bàn tay chúng ta là đôi tay mà Chúa ngài đã đặt quyền năng của ngài ở tại đây. And we're going to learn together how to release the power in our hands, the hands that God gave us. Anh chị em, chúng ta muốn nói đến sự đặt tay ở tại đây. We're talking about the laying on of hands tonight. Để chúng ta có thể chuyển giao ân phước, thẩm quyền cũng như là sự chữa lành cho những người cần. We're talking about laying on of hands to distribute or to impart healing, to impart anointing, all of God's blessings. Ở trong Hebrew chương 6 câu số 2 cho chúng ta biết đây là điều sơ học mà đáng lý tất cả chúng ta đều đã biết và nắm vững. Let's look together in Hebrews chapter 6 verse 2. This is something that we all should grab hold of. Chúng ta lưu lại câu số 1. Let's go back to verse 1. We'll start there. Vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa như sự ăn năn các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các báp tem, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Cho nên sự đặt tay tại đây chúng ta biết rằng đó là điều nền tảng trong những điều nền tảng của niềm tin của chúng ta. And moving on in verse 2, you don't need further instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. So in this scripture we see that this is the foundational part of our faith is the laying on of hands. Amen. Amen. Cho nên những điều chúng ta học ở tại đây. So whatever we're learning today là điều phải xác nhận từ nơi lời của Chúa đây là điều quan trọng và căn bản cho đức tin của chúng ta. We see that the word of the Lord tells us that it's foundational. It's very important for us to understand. Đặt tay trên người khác là điều mà Chúa đã định cho chúng ta. That God has already predetermined that we're supposed to do. Hội thánh của Chúa và Cơ Đốc nhân and Christians, sự đặt tay phải là việc chúng ta quen và thực hiện một cách kết quả. That is very common to us and it should bring fruit. Có người amen. Only Joe, amen. Xin Chúa ngài thương xót để chúng ta sẽ là những người trỗi dậy và chúng ta thực hiện. Đức Chúa Trời ngài cái gì mà ngài định thì ngài trao quyền năng cho. Whatever God has determined, He will distribute power to do it. Khi Chúa ngài đã định về công việc của sự đặt tay. When God has already decided that we should take part in the laying on of hands, thì ngài đặt quyền năng của ngài vào tay của chúng ta. His power into our hands. Bên trong quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cái chết. And that resurrection power that caused Jesus Christ to raise from the dead is in each and every one of us. Và sẵn sàng lưu sự quyền năng của ngài khi chúng ta đặt tay trên những người có nhu cầu. Amen anh chị em. Amen. Điều này đã được dân sự của Chúa ghi nhận lại từ xa xưa. This has been documented from God's people from days of old. Sáng thế ký chương 48 câu 14 cho chúng ta thấy việc đặt tay. Let's look at Genesis 48 verse 14. Genesis 48 verse 14. Đây nói về câu chuyện của Joseph đưa hai con của mình đến để được cha của mình là Jacob đặt tay trên. Of Joseph bringing his children so that Jacob could lay his hands upon them. Chúng ta lùi lại câu số 12 để chúng ta thấy Joseph đỡ hai con trai ra khỏi đầu gối của cha mình, rồi sấp mặt xuống đất. Ông đem hai đứa trẻ lại gần cha, tay phải dắt Ephraim sang phía trái của cha, còn tay trái thì dắt Manasseh sang phía phải của cha. Joseph moved the boys who were at their grandfather's knees, and he bowed with his face to the ground. Then he positioned the boys in front of Jacob. With his right hand, he directed Ephraim toward Jacob's left hand. And with his left hand, he put Manasseh at Jacob's right hand. Nhưng Israel đưa tay phải ra và đặt ở trên đầu của Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái lại đặt trên đầu của Manasseh. Ông bắt chéo tay dù Manasseh là con cả. But Jacob crossed his arms as he reached out to lay hands on the boys' heads. He put his right hand on the head of Ephraim, though he was the younger boy, and his left hand on the head of Manasseh, though he was the firstborn. Rồi ông chúc phước cho Joseph, là Đức Chúa Trời mà tổ phụ con là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay. Then he blessed Joseph and said, "May the God before whom my grandfather Abraham and my father Isaac walked," là thiên sứ đã cứu con khỏi một tai họa. Xin Chúa ban phước cho hai đứa trẻ này, cho chúng nổi danh con và tổ phụ con là Abraham và Isaac. Xin cho chúng gia tăng bội phần ở trên mặt đất. The God who has been my shepherd all my life to this very day, the angel who has redeemed me from all harm, may he bless these boys. May they preserve my name and the names of Abraham and Isaac, and may their descendants multiply greatly throughout the earth. Khi Joseph thấy cha đặt tay ở trên đầu của Ephraim thì không bằng lòng, nên ông cầm tay cha đổi từ đầu của Ephraim sang đầu của Manasseh. But Joseph was upset when he saw that his father placed his right hand on Ephraim's head, so Joseph lifted it to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Ông nói: "Thưa cha, không phải vậy. Đứa này mới là con cả, xin cha đặt tay phải ở trên đầu của nó." "No, my father," he said. "This one is the firstborn. Put your right hand on his head." Nhưng cha ông không chịu và nói: "Con ơi, cha biết rõ lắm, Manasseh sẽ trở thành một dân tộc và nó cũng sẽ lớn mạnh. Tuy nhiên, em nó sẽ lớn hơn và dòng dõi của em nó sẽ trở thành vô số nước." But his father refused. "I know, my son, I know," he replied. "Manasseh will also become a great people, but his younger brother will become even greater, and his descendants will become a multitude of nations." Ngày hôm đó ông chúc phước cho hai đứa trẻ. Dân Israel sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước cho nhau rằng: "Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho bạn được như Ephraim và Manasseh." So Jacob blessed the boys that day with this blessing. The people of Israel will use your names when they give a blessing. They will say, "May God make you as prosperous as Ephraim and Manasseh." Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. In this way, Jacob put Ephraim ahead of Manasseh. Chúng ta thấy tại đây cái sự đặt tay, chẳng những đặt tay nhưng mà còn có cái sự trân trọng của việc đặt tay từ tay phải của Jacob. Through this scripture we see the importance of the laying on of hands, but more so we see the importance of the laying on of the right hand. Chúng ta thấy Joseph dắt hai con của mình đến. We saw that Joseph brought both of his sons. Ông đặt cái đứa con lớn để cha của mình đặt tay phải trên đứa con lớn. So that Jacob would bless the eldest with his right hand. Và để cho đứa nhỏ thì cha sẽ đặt tay ở trên tay trái ở trên nó. Chúng ta thấy ở đây trong những lời của Chúa ghi nhận cho chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài đã hướng dẫn để có cái phước hạnh này của sự đặt tay, mà còn cho chúng ta thấy cái kết quả cũng như cái thứ tự quan trọng của việc đặt tay. We see here not only the importance of the laying on of hands, but the word of the Lord shows us very specifically even the order by which the laying on of hands occurs is important. Cho nên khi Jacob đặt tay chéo của mình để chúc phước cho hai cháu. So when Jacob crossed his hands to be able to bless the children, Joseph vì không hiểu cho nên ông không bằng lòng với việc đó. He wasn't agreeing with it. Nhưng mà chắc chắn có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cho nên Jacob đã làm như vậy. But we know surely with the guiding of the Lord Jacob did as he did. Vì có thể Chúa đã phán với ông cảm nhận trong lòng là cái đứa nhỏ là được phước và lớn mạnh hơn anh cả của nó. It's very possible that the Lord guided Jacob and told him that the younger one, Ephraim, would be even greater than his older brother. Như vậy sự đặt tay cũng có cái sự dẫn dắt của Chúa ở trên cái công việc đặt tay. With the laying on of hands, we see the guidance of the Lord. Amen. Amen. Cho nên khi chúng ta học những điều này, so whenever we study these things, khi chúng ta gặp những cái người chế nhạo chúng ta, whenever we meet people who may make fun of us, tôi thấy người ta đầy ở trên Facebook, I see them all over Facebook. Mấy cái ông ân tứ, mấy cái ông đó tối ngày cứ đặt tay trên người khác. Those men who still talk about the spiritual gifts and they keep laying hands on people. Bởi vì lời của Chúa bảo chúng ta làm như vậy. Because the word of the Lord tells us to do so, right? Amen, anh chị em. Amen. Một trong những điều mà chúng ta cần nhớ is, học lời của Chúa Trời. Khi lời và linh của Chúa đi song song với nhau, quyền năng sẽ thể hiện. Phép lạ sẽ xảy ra. Bởi vì khi chúng ta đặt tay, mà lòng của chúng ta tin chắc điều này, thì chúng ta biết chắc rằng nó sẽ có kết quả. Amen, anh chị em. Amen. Và nếu chúng ta đặt tay mà chúng ta không biết tại sao mình đặt tay, and we don't know why we're doing it, thì chúng ta sẽ không thấy kết quả gì. Then we won't see the fruit of God. Kinh Thánh có nói đến đặt tay không chị em? The Bible, does it talk about the laying on of hands? Yes. Amen. Thank you, Joe. Joe is the only. Các chị em người Việt Nam thì như thế nào? What about our Vietnamese speaking? Do you believe that God tells us to lay hands on others? Một ví dụ khác để chúng ta thấy. Another example so that we can see. Khi Chúa Ngài dẫn dắt cho Môi-se chuẩn bị để người có thể tiếp nối công việc của ông. Vì Môi-se lúc bây giờ ông đã biết rằng cần một người để có thể dẫn dắt dân sự của Chúa đi vào để chiếm lấy xứ. Because Moses knew that there needed to be a leader that would take the people of God to conquer the land. Ông biết rằng cái thời điểm kết thúc chức vụ của ông đã đến. That the time of his leadership was coming to an end. Ông này xin Chúa chỉ định cho một vị lãnh đạo mới ở trên dân Israel. He came to the Lord and asked the Lord to guide him who would be the successor. Thì Dân Số Ký chương 27 câu 18 đến 20 ghi lại cho chúng ta. Numbers chapter 27 18 to 20. Chúng ta thấy tại đây Chúa Ngài bảo Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng hãy chọn lấy Giô-suê, con trai của Num, người có thần cảm động. Hãy đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Ele-asa, thầy tế lễ và cả hội chúng, truyền lệnh cho người trước mặt họ và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Israel nghe người. So the Lord said to Moses, take Joshua, son of Nun, a man in whom is the spirit of leadership, and lay your hand on him. Have him stand before Eleazar the priest and the entire assembly and commission him in their presence. Give him some of your authority so the whole Israelite community will obey him. Và chúng ta thấy Môi-se đã vâng lệnh Chúa và thực hiện đúng như vậy. And as we read throughout Scripture, we see that Moses obeyed this command. Câu 22 đến 23. Vậy Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, chọn lấy Giô-suê để trước mặt Ele-asa thầy tế lễ và trước mặt cả hội chúng, đặt tay trên mình người và truyền lệnh cho y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn vậy. Let's look at verse 22. Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and had him stand before Eleazar the priest and the whole assembly. Then he laid his hands on him and commissioned him as the Lord instructed through Moses. Như vậy chúng ta thấy khi Môi-se đặt tay trên Giô-suê. So we see here when Moses laid hands upon Joshua, thì chúng ta thấy có một kết quả lạ lùng đã xảy ra. A very amazing result. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong Phục truyền Lời Ký chương 34 câu số 9 như sau. Deuteronomy chapter 34 verse 9. Deuteronomy chapter 34 verse 9. Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay mình trên người. Dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Now Joshua son of Nun was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid hands on him. So the Israelites listened to him and they did what the Lord had commanded Moses. Lý do nào mà Giô-suê được đầy dẫy thần khôn ngoan? Why is it that the scripture tells us that Joshua was had this spirit of wisdom? Làm sao ông nhận được? How did he receive it? Vì Môi-se đã đặt tay của mình ở trên người. Because Moses laid hands upon him. Chúa Ngài đã định như vậy. God had already determined this. Và Môi-se khi thực hiện. And Moses followed through. Chắc chắn rằng khi Môi-se đặt tay ở trên Giô-suê, upon Joshua, thì thần của Chúa đã vận hành và thần khôn ngoan đã ở trên Giô-suê. Began to mobilize and the spirit of wisdom came upon Joshua. Anh chị em, đặt tay là phương cách của Đức Chúa Trời để chuyển tải phước hạnh. The laying on of hands is God's way of impartation. Để có thể chuyển tải những điều cần thiết để cắt đặt một người và giao trách nhiệm cho một công tác mới. The laying on of hands is a way to impart upon somebody leadership, guidance, so that they can continue the work of God. Chúng ta thấy bằng hành động đó Môi-se đã hoàn tất hai mục đích. We see that by this action Moses accomplished two things. Trước hết, ông chuyển giao cho Giô-suê sự khôn ngoan và sự cao trọng. He was able to impart to Joshua the spirit of wisdom and leadership. Và thứ hai thì chúng ta thấy rằng trước toàn thể dân Israel, ông công khai thừa nhận Giô-suê. And secondly is before all the Israelite people, Moses acknowledged that he was imparting the leadership, connecting over to Joshua. Và xác nhận rằng đây là người mà Đức Chúa Trời đã chỉ định để tiếp tục lãnh đạo hội thánh. And Moses affirmed before the people that Joshua was the one that God chose to lead them. Như vậy chúng ta thấy tại đây sự đặt tay rất quan trọng. So we see here that the laying on of hands is very important. Khi chúng ta nhìn sinh hoạt ở trong ngày hôm nay của giáo hội. Whenever we begin to look at the activities in the church, thì chúng ta thấy rằng người ta chỉ đặt tay khi phong chức mục sư mà thôi. We see that people only lay hands on people whenever they want to ordain a pastor. Và vấn đề là khi họ đặt tay, that when they lay hands, thì công việc là họ có chuyển tải phước hạnh cũng như sự sức giàu của Chúa trên người được nhận sự đặt tay hay là không. So the question is when they lay hands and they ordain a pastor, are they imparting the blessings of God, the presence of God upon that person? Chắc chắn có, nếu họ làm trong sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Surely it will take place if they are operating and filled by the Holy Spirit. Nhưng mà sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu họ chỉ làm như là một nghi thức của giáo hội. But nothing happens if they're doing it only as a religious formality. Chúng ta đã học ở trong tuần rồi và tí nữa chúng ta sẽ học tiếp, nhắc nhở trở lại. We're going to continue to study again. Khi Phao-lô đặt tay trên Timôthê, when Paul laid hands on Timothy, thì có quyền năng của Chúa, the power of God, và ơn của Chúa đổ xuống trên Timôthê, poured upon into Timothy. Nó rõ đến độ it was so clear that nó không được hoạt động một cách sống động. That when the gift were not operating fully, thì Phao-lô truyền lệnh cho Timôthê là hãy nhen lại cho đến chừng ơn đó nó như là lửa cháy bùng lên, hay là khuấy động nó để nó sẵn sàng để được đưa vào phục vụ. In the scriptures we see that Paul told Timothy to stir up those gifts until they become on fire, alive again. Chắc chắn có sự chuyển tải ơn của Chúa khi sự đặt tay xảy ra. Trong Tân Ước thì đặt tay cũng đem đến sự chữa lành. We see that the laying on of hands brings about healing. Chúng ta thấy Chúa Ngài đã rao báo rằng cái sự đặt tay để người bệnh được chữa lành là một trong những dấu lạ mà Chúa Ngài khiến cho nó cặp theo những kẻ tin. We see the word of the Lord tells us that laying on of hands is coupled with the healing from of sickness and disease. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã định như vậy. Because God has had this plan for us. Ngài không nói khi chúng ta gặp những người đau ốm. He didn't say that whenever you see a sick person, thì chúng ta nhắm mắt cúi đầu nài nỉ Đức Chúa Trời để xin Chúa chữa cho họ. Nhưng mà ngày hôm nay người ta làm như vậy. But that's what people do today. Nhưng mà chỉ tay và lên án những người đặt tay trên người bệnh. And the same people will point their fingers at others who lay hands upon the sick. Và rằng đó là tà giáo. And say that that's cultish. Một cái sự ngược ngạo chưa bao giờ thấy, phải không chị? An oxymoron, right? Is that the right? Nếu chúng ta ở trong lời của Chúa và nhận sự dạy dỗ từ Ngài, thì chúng ta thấy rằng thực hiện đúng theo như lời của Chúa dạy mới là điều đúng theo lời của Chúa. Then we'll see as we're in His Word that when we take action according to His Word, we're doing what the Lord wants us to do. Thì cái đó mới là orthodox, mới là chính giáo, phải không chứ? That is truly the orthodox. Trong khi những người bỏ lời của Chúa, không làm đúng theo lời của Chúa, sự chỉ dẫn của Ngài, who don't read the word of God, who don't operate according to His guidance, lại cho mình là chánh giáo và tấn công những người làm theo lời của Chúa. Who are scholars according to the word, to the scriptures, and then they judge or they persecute those who are doing what the word says to do. Tôi đã từng bị tấn công vì đặt tay trên người bệnh. I too have been persecuted because I've laid hands upon the sick. Tôi nhớ ban điều hành của Liên Hội Baptist, the planning committee, the điều hành operating committee, yeah. Okay, the big dogs of the Baptist convention. Thì chúng ta Tôi bị lên án là vì tôi đặt tay trên người bệnh cho nên không được đến giảng cho đại hội lần đó. They would prohibit me from preaching at the conference because I was laying hands and praying for people. Thì cuối cùng là họ đưa tôi ra ở trước ban chấp hành của Liên Hữu để xử tội. And what they ended up doing was they brought me before the judgment table, what you would call the judgment table of the planning committee or the big dogs. Thì tôi hỏi họ gì chứ? And I would ask them. Thưa quý mục sư, khi trong hội thánh của quý vị có người bệnh thì quý vị làm gì? When there are people that are sick at your church, what do you do? Để nói rằng chúng tôi đưa vào trong văn phòng. And they responded, what we do is we take them into the office. Chứ không phải làm giống như mục sư trước mặt mọi người. We don't do what you do, Pastor, and do it in front of everybody. Vì việc mục sư làm rất là nguy hiểm. Pastor, what you're doing is very, very dangerous. Nếu mà người ta không được lành thì là tội dân Chúa. If people are not healed when you lay hands upon them, then you are you're smearing God's name. Cho nên chúng tôi chỉ đem họ vào ở trong văn phòng. So that's the reason why we bring them into the office to pray for them. Chúng tôi quỳ gối xuống và chúng tôi nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện cho người bệnh được lành. So that way the sick will be healed. Thì tôi phải trả lời, tôi nói rằng, and I responded to them saying, nếu quý vị đưa người bệnh vào trong văn phòng, nhắm mắt cúi đầu quỳ gối cầu nguyện cho người ta được lành, if you bring the sick into your office and get on your knees, close your eyes and bow your heads, mà quý vị nói đó là đúng theo lời của Chúa, and you say that is according to the word of God, thì xin phép là cả ban chấp hành của Liên Hữu xin đi về học kinh thánh lại. Then maybe you need to go back home and read your Bible. Bởi vì tôi sẽ chứng minh cho quý vị là, because I will prove to you, thứ nhất, that first, không có chỗ nào trong Kinh Thánh bảo chúng ta cần những cái nhắm mắt. That tells us that we have to close our eyes to pray. Anh chị em họ tức giận lắm. My brothers and sisters, they were very upset with me. Bởi vì nhiều người là họ thấy người khác mà cầu nguyện mà không nhắm mắt, họ nói là không có thiêng liêng, là xác thịt, là không có kính sợ Chúa. If they look upon another who's praying and their eyes are not closed, they say, "Oh, you're not spiritual enough. You are not respecting God enough." Trong cả Kinh Thánh có chỗ nào bảo chúng ta cầu nguyện phải nhắm mắt? But throughout scriptures, there's no place that says that we have to close our eyes to pray. Chúng ta nhắm mắt là bởi vì chúng ta sợ rằng mình bị chi phối, mình phải nhắm mắt để mình tập trung. We came up with that. We close our eyes so that we would not be distracted while we pray. Và đó là cái truyền thống của con người. And that is the tradition of man. Nhưng mà người ta làm như vậy và nghĩ rằng nó còn cao hơn lời của Đức Chúa Trời nữa. But people do this and they think that their actions are even above the word of God. Rồi tôi sẽ chỉ cho quý vị là Kinh Thánh nói rằng hãy đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. So I told them, pastors, I'm going to show you in scripture where it says to lay hands upon the sick and the sick shall be healed. Và Gia-cơ thì nói rằng hãy mời trưởng lão đến, trưởng lão nhân danh Chúa sức dầu cầu nguyện cho người bệnh. Và tất cả những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm và các môn đồ của Chúa đã làm trong Tân Ước, họ làm ở giữa công chúng. They did it amongst the population, amongst the people. In the marketplace. In the marketplace. Lúc giờ họ rất là tức giận. So then the pastors are very upset with me. Có một ông cầm cuốn Kinh Thánh, ông đập xuống bàn, ông nói nhưng mà Baptist là không có đặt tay, cũng không có sức dầu cho ai hết. That took his Bible and he slammed it onto the desk saying that Baptist people, we don't anoint and we don't lay hands on others to pray for them. Lần duy nhất mà họ đặt tay đó là khi phong chức mục sư. And he said that the only time that they lay hands is to ordain a pastor. Nhưng mà bài học này tôi muốn chia sẻ bên cho em để chúng ta phá những cái đồng lũy này. I want to share with you because I want to break these strongholds in religion. Đức Chúa Trời rất muốn xây dựng những đền thờ đầy vinh hiển và quyền năng. To create, to build temples that are full of His glory, full of His power. Và Ngài đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. And He prepared everything that we need. Ngài đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta để thân thể chúng ta ngày hôm nay là đền thờ nơi Chúa ngự. Cho nên chúng ta hãy lấy thân thể của mình mà làm vinh hiển Chúa. Amen anh chị em. Và tối hôm nay chúng ta đi tiếp những điều mà chúng ta thấy lời của Chúa bảo chúng ta về cái sức mạnh và quyền năng của sự chữa lành. Let's look at the word of God to see what the laying on of hands can do, the power of the laying on of hands. Khi tôi nghiên cứu thì tôi tìm thấy ít nhất là 39 phần Kinh Thánh nói về sự đặt tay. Và dưới đây là một số những cái hình ảnh để chúng ta thấy bảy loại của sự đặt tay. And there's 7 different results of the laying on of hands. Let's go through them. Đầu tiên là Đức Thánh Linh được chuyển tải bằng cái việc đặt tay. The first is that the Holy Spirit is imparted by the laying on of hands. Trong Công vụ chương 19 câu số 6. Let's look at Acts verse 19 verse 6. Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ. Họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. When Paul laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. Phao-lô làm gì anh chị em? What did Paul do? Khi ông đặt tay lên. When he laid hands upon them. Cái kết quả là gì? What was the result? Thì Đức Thánh Linh giáng trên. Then the Holy Spirit came upon them. Ngợi Thiên Chúa. Praise the Lord. Công vụ chương 8 câu số 17. Acts chapter 8 verse 17. Phêrô và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Như vậy chúng ta thấy ở đây đặt tay có một cái phước hạnh, đó là Đức Thánh Linh được chuyển tải qua việc đặt tay. Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. We see according to the scripture of God that by the laying on of hands an impartation of the Holy Spirit was upon people. Tại sao chúng ta làm việc này? Why is it that we do this? Vì Chúa đã định như vậy. Because God has told us to do it. Chúng ta không tự chế ra. It's not that we created this act on our own. Mà chúng ta thấy lời của Chúa đã ghi lại cho chúng ta. It is written for us to see and to follow. Thứ hai, phép lạ chữa lành thể xác qua việc đặt tay. Secondly, miracles of physical healing happen through the laying on of hands. Kinh Thánh tiết lộ 15 câu, trong đó Chúa Giêsu đặt tay trên người bệnh. The Bible tells us of 15 Bible verses that talk about when Jesus laid hands to heal the sick. Khi chính Đức Chúa Giêsu đặt tay trên người bệnh thì tất cả đều đã được chữa lành. When Jesus laid hands upon the sick, every single person was healed. Và Chúa Ngài bảo rằng chúng ta cũng có thể làm như Ngài đã làm. And God tells us that we can do as he did. Giăng chương 14 câu số 12. John 14 verse 12. Thật, ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm và làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing and they will do even greater things than these because I am going to my Father. Tôi mở ngoặc tới đây để nhắc nhở và kêu gọi anh chị em. Right here because I want to remind you something. Chúng ta sẽ có chương trình huấn luyện về trường chữa lành. We are going to have the ministry or the school of healing. Chúng ta có một số các anh chị em ở xa, họ đã ghi danh và xin đến để được huấn luyện. That they could come so that they could be trained in the school of healing. Họ nói rằng họ đã chờ đợi quá lâu rồi. They said that they've been waiting for so long. Và bởi vì anh em của chúng ta muốn được Chúa Ngài sử dụng. It's because our brothers and sisters want God to use them to bring healing to the sick. Và họ cũng đã nghe những cái lời làm chứng về việc Chúa testimonies about what God is doing. Còn chị em thì sao? But my brothers and sisters, what about you? Hội thánh của Chúa ở đây BBC Houston. Here at BBC Houston. Tôi khuyến khích anh chị em sớm ghi danh để chúng tôi có thể chuẩn bị tài liệu để anh chị em có thể tham dự. We can prepare all the handouts for you for the school of healing. Chỉ 2 tuần nữa chúng ta sẽ có chương trình này. 2 more weeks and it's there. Cho nên xin mời giúp đỡ chúng tôi trong công việc. So will you help us by signing up, registering if you plan to attend. Và cầu nguyện cho điều này. And pray for this time. Chúng ta amen với kế hoạch của Đức Chúa Trời. We amen with the plan of God. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn xây dựng những đền thờ đầy vinh hiển và quyền năng. Không có gì nhanh cho bằng chúng ta để Chúa Ngài hành động xuyên qua tay của chúng ta để giúp đỡ cho người ta được chữa lành. There's nothing as that will help people or bring healing to people as quickly as the laying on of hands so that God can heal them. Đôi khi lời làm chứng được đồn xa thì chúng ta sẽ thấy kết quả sẽ đến. Shared, we're going to see more and more people come to the Lord. Nhất là các anh chị em đã cùng với chúng tôi trong 8 tháng qua chúng ta cầu nguyện. Especially for those of you that have prayed with us over the last 8 months. Chúng ta nhớ lời we remember tiên tri cũng như là sự bày tỏ mà Jacob Biswell đã chia sẻ với chúng ta. Như tôi nói hôm đó, đây không phải là lần đầu tiên. As I said that evening, it wasn't the first time that we've heard this prophetic word for BBC Houston. Chúa đã cho chúng tôi thấy điều đó. Because God has shown us this. Chúa cho một số các anh chị em trong hội thánh cũng đã thấy điều đó. And God has shown a few people in our church the same thing. Và đến lúc người ta sẽ xếp hàng. That is, there will be a time that people are going to line up from outside the gate of the parking lot into the house of God. Để nhận sự chữa lành. So that they can receive healing from the Lord. Và dĩ nhiên là cá nhân tôi không thể làm được. I myself can't be the only one praying for people. Lúc đó cần một đội ngũ lớn. We're going to need an army, a big army to pray for the sick. Anh chị em có muốn ghi danh làm thành viên trong đội ngũ đó không? To be a part of that team, that army. Ghi danh rồi được huấn luyện. So I encourage you to register, sign up for the school of healing, the ministry of healing that will take place in 2 weeks. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh rất nhiều Giăng chương 14 cho đến câu số 12. Very much John chapter 14 verse 12. Chúng ta được chính Đức Chúa Giêsu bảo rằng những người nào tin Ngài sẽ làm việc Ngài làm và làm những việc lớn hơn nữa. Jesus Christ himself tells us that whoever believes in me will do the works I have been doing and they will do even greater than these. Và dưới đây là những ba câu Kinh Thánh đề cập đến những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm và quyền năng Ngài đã để lại cho các thánh đồ. And in your handout you'll see the three Bible verses to see what Jesus Christ did. Mác chương 16 câu 17 18. Mark 16:17 and 18. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. And these signs will follow those who believe. Anh chị em có thấy các dấu lạ này kèm theo không? Do you see where it says these signs will follow? Như vậy chúng ta có thể mong đợi phép lạ xảy ra. So that means that we can await and expect miracles to happen. Là người tin chúng ta có thể mong đợi phép lạ xảy ra. We can wait for signs to come. Lý do là bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã phán như vậy. And the reason is because Jesus Christ said it himself. Và Ngài không bao giờ nói dối chúng ta. And he doesn't lie to us ever. Amen. Những gì Ngài nói phải là thật. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi đuổi. Sẽ nói những ngôn ngữ mới. Bắt rắn trong tay những nhân chi độc cũng chẳng bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Phải không chị em? Right, my brothers and sisters. Chứ lời của Chúa không nói họ khoanh tay quỳ gối nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện thì người ta sẽ được lành. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Luca chương 13 câu 11 đến 13. Tại đó có người đàn bà bị bệnh tà linh ám làm cho bệnh tật suốt 18 năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. Khi thấy bà ấy, Đức Chúa Giêsu gọi lại và phán: Này con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi. Và Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên được và ca ngợi Đức Chúa Trời. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. And he laid hands on her and immediately she was made straight and glorified God. 12 năm về trước chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện cho một số người. Có một người đã nằm liệt ở trên giường không nhúc nhích được. Đã 4 năm. Và khi chúng tôi công bố sự chữa lành của Chúa, người này đã ngồi dậy. Một người khác có em gái sinh hoạt trong hội thánh của chúng ta tại đây đã bị bại hơn 8 năm. Nằm ở trên giường trên trọng. Và tạ ơn Chúa khi chúng tôi công bố sự chữa lành trên người đó thì người này đã ngồi dậy và sinh hoạt một cách bình thường. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn còn làm phép lạ và Ngài vẫn sử dụng việc đặt tay trên người bệnh. Công vụ chương 28 câu 8 câu 9. Let's look at Acts chapter 28 verse 8 and 9. Lúc ấy thân phụ của Bibliu đang nằm ở trên giường bị cảm sốt và kiết lỵ. Phaolô đến thăm cầu nguyện đặt tay trên ông và chữa lành. And it happened that the father of Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went into him and prayed and he laid his hands on him and healed him. Khi việc này xảy ra, tất cả những người đau yếu trên đảo đều đến với Phaolô và được chữa lành cả. So when this was done, the rest of those on the island who had diseases also came and were healed. Mấy câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy ước mơ của chúng tôi huấn luyện anh chị em càng đông càng tốt là như vậy. The reason of that we have this dream to train each and every one of you to lay hands on the sick and bring the healing of God upon them. Bởi vì kết quả của mấy câu Kinh Thánh này ghi lại cho chúng ta cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Because we see that the results of all of these verses that have been written for us can happen today. Thứ nhất là thân phụ của Publius là người kể như chúa của cái đảo đó. First of all, we want to say that the father of Publius, he was almost like the leader of that island. The father of the chief of that island. Và chúng ta thấy ở đây đó là khi Phaolô đặt tay ở trên ông và chữa lành cho. And we see here when Paul laid hands upon him and brought healing to him. Thì có kết quả. We see the result. Và khi việc đã xảy ra thì tất cả những người đau yếu trên đảo đều đến Phaolô và được chữa lành cả. We see that all who had diseases came and were healed. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chữ tất cả tới đây cho chúng ta thấy số đông người. We see that the rest in New King James. Tôi tin rằng sẽ có những người được chữa lành trong những ngày sắp đến. I believe that we're going to see many people healed in the days to come. Việc sẽ được đồn ra. We're going to see the testimonies, the work of God being shared with others. Và nhiều người sẽ kéo đến để nhận sự chữa lành. And that many people are going to come to receive healing from God. 2016 khi chúng tôi về tỉnh Cà Mau lần đầu tiên. 2016. In 2016 when we came to Cà Mau for the first time. Có một em bé 8 tuổi bị cầm điếc bẩm sinh. There was a child who was 8 years old. He was deaf, dumb and mute. Và cảm ơn Chúa ngày hôm đó cháu đã nhận được phép lạ và được lành. He was able to receive a miracle from God. He was healed. Thì chúng tôi được biết là and we found out later em này đến từ Gò Công. That he came from a place called Gò Công. Và trên tuyến đường về trên xe bus. On the way home on the bus. Hội thánh của Chúa ca ngợi suốt cho đến khi họ về đến nơi. Praise God, worship God all the way during the journey home. Bởi vì lần đầu tiên họ chứng kiến một cái việc như vậy. It was the first time that they had seen a miracle of God like that. Vì họ thấy em bé này và biết nó là đứa bé câm không thể nói được, điếc không thể nghe được. In that bus knew that that kid from that town was both deaf and mute. Và việc nó tác động một cách rất là mạnh mẽ ở trên người tài xế của chiếc xe bus đó. And they praised and worshiped God, and then even the bus driver was touched. Năm sau khi and the next year, họ biết rằng chúng tôi về when Cà Mau they knew that we were coming back to Cà Mau to minister, thì chính ông tài xế xe the driver of the bus himself, ông đồn với những người đi xe trên xe của ông. He started telling the people that were in the bus of the second year. Ông nói rằng sắp sửa có một ông thầy này từ ở bên Mỹ về. He said there's going to be this teacher from America that's come here. Và người tin lành bây giờ cầu nguyện and he's a Baptist and he's going to pray. Nên quý vị có bà con ai mà câm điếc hay là bệnh tật xin đưa đến cái khách sạn này để người ta được lành. He began to share with them. So if you have a child or you know of anybody who's deaf or mute, bring them to this hotel and they're going to be healed. 2017 chúng tôi có 6 người được lành. Kinh nghiệm được là so in 2017 there were 6 people who received a miracle from God that they were deaf and their ears were open, they were mute and they were able to speak. 2018 in 2018 tiếng đồn vang xa. More the word began to spread even greater. Còn cái Chúa trong hội thánh Thiên Ái in the church called Thiên Ái. Tụi em đi tìm hết ở trong tỉnh của chim em coi tìm coi có người nào câm điếc để có thể. They said that they went throughout their entire village, throughout their entire town, their province to find anybody who is either deaf or mute. Và họ đã đem đến rất đông người. So many people. Và tất cả đều đã được giúp đỡ. All were healed, were helped by the Lord. Khi chúng ta có chương trình huấn luyện tôi sẽ chiếu cho em một số những cái clip mà tình cờ có người đã. I want to share with you some of the clips that people recorded of these miracles happening. Sau khi được phép lạ của Chúa thì người ta đã nghe, đã nói một cách bình thường. That after receiving the healing of God, a miraculous healing from God, they were able to speak normally. Và năm đó khi tôi lên thành phố, when I came to the city, thì tin đã đồn lên đến thành phố. That you came to the city. The news had been spread up to Ho Chi Minh City. Oh, to another city, Ho Chi Minh. Thì khi tôi đến nơi thì vị mục sư của hội thánh ở tại đó. The pastor there said. Ông rằng mục sư Khánh ơi. Pastor Khan, tối hôm nay chúng ta phải thay đổi chương trình. We're going to have to change up the service a bit. Vì có một chuyến xe bus chở những người câm điếc đến để nhận sự chữa lành. Because there is a whole busload of people that are coming to receive healing from being deaf or mute. Vì tin tức từ công việc ở Cà Mau đã because the news that of everything that happened from Cà Mau has already spread all the way to Ho Chi Minh City. Mục sư đó làm một cái công việc cũng rất là ý nghĩa. And Pastor, you did something very meaningful. No, that pastor. Oh, that pastor did something very meaningful. Ông rằng tôi biết rằng thời giờ của mục sư có giới hạn. I know that your time. He said to me, I know that your time is limited. Cho nên tôi đã làm một cái bảng. So I made a sign. Tên. Name. Chứng bệnh. Sickness. Bệnh bao lâu? How long have you been sick? Và địa chỉ của họ. And their address. Để khi mục sư đến trước mặt họ. So that whenever you come before these people, thì mục sư chỉ cần đọc tên và thấy bệnh của họ để khỏi phải hỏi. That they've made and you'll already know their name, their sickness. Và cảm ơn Chúa tối đêm đó có 13 người đã được lành từ câm điếc bẩm sinh. There were 13 people that were healed from being deaf and mute from birth. Chỉ có một người là there was only one person bị điếc tai vì tai nạn. That was deaf because of an injury. Đã được phục hồi 50%. He was restored 50%. Và cảm ơn Chúa sau buổi nhóm đó. But praise God after that service. Thì ông mục sư tuyên bố liền. Then the pastor declared immediately. Cuối tuần này sẽ có buổi học kinh thánh ở tại cái vùng của người này. This weekend there's going to be a Bible study in that area. Và ông đã có địa chỉ của từng người. Because he had the address of that person. Anh chị em, my brothers and sisters, đạo của Chúa có thể phát triển. The what? The church can be spread. The church can grow. Và chúng ta có thể thấy được công việc quyền năng của Chúa được đồng ra. And we can see the work of God being shared out to others. Và nó thu hút nhiều người đến. And that will draw many to the Lord. Anh chị em, đền thờ của chúng ta phải kết quả như vậy. My brothers and sisters, the temple of God must bear fruit just like that. Đó là cách mà Chúa đã định. That is the way that God has already determined. Hôm thứ hai tôi có tham dự buổi họp của ban lãnh đạo, ban điều hành của tổ chức Great Commission Coalition. On Monday, I was able to take part in the leadership group of the Great Commission Coalition. Thì họ chia sẻ với chúng tôi là hiện tại trên thế giới của chúng ta đang có nhiều trẻ em. Today that there's many young people. Các em đã được huấn luyện. These young people have been trained. Biết cách để cầu nguyện. To know how to pray. Và với đức tin như con trẻ. And with faith as a child. Hiện tại nhiều trẻ em đang được Chúa Giêsu sử dụng. Millions of youth that God is using. Children, not even youth. Children. Để đem sự chữa lành cho người khác. To bring healing to the sick. Vì các em rất là đơn sơ. Because they're so innocent, they're so simple. Lời Chúa nói sao các em tin. The word of the Lord says this and they believe it exactly. Và khi các em cầu nguyện. And whenever the children pray. Thì người ta được chữa lành. Then they're healed. People are healed. Người ta đi về người ta rao báo. They go and they share with others. Cuối cùng nhiều người đến để. The result is that even more people come. Trước một em bé 7-8 tuổi. To come before a child that's either 7 or 8. Và chúng phục vụ chúng. And the 7 or 8-year-old will serve that person, minister to them. Thì người ta được chữa lành. And they're healed. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Xin Chúa cho tất cả chúng ta trở nên con trẻ trong đức tin của chúng ta với Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thứ ba, sự giải cứu thuộc linh đến trong việc đặt tay. The third is spiritual deliverance can come through the laying on of hands. Luca chương 4 câu 40 đến 41. Luke 4:40 and 41. Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Any that were sick with various diseases were brought to him. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho họ. And he laid hands on every one of them and healed them. Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn. And demons also came out of many, crying out and saying, Ngài là con của Đức Chúa Trời. You are the Christ, the Son of God. Nhưng Ngài quở trách và không cho phép chúng nói vì chúng biết Ngài là Đấng Christ. Them did not allow them to speak for they knew that he was the Christ. Bởi sự đặt tay người ta được lành. So we see here by the laying on of hands people are healed. Và những người cần được giải cứu cũng đã được giải cứu. Deliverance are delivered. Thứ tư, chúng ta thấy việc đặt tay cũng được dùng để chuyển tải phước lành tâm linh. Is that the laying on of hands is also used to impart a spiritual blessing. Matthew chương 19 câu 13 đến 15. Matthew 19:13-15. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện. Then little children were brought to him, and he might put his hands on them and pray. Nhưng các môn đồ đã quở trách họ. But the disciples rebuked them. Đức Chúa Giêsu phán hãy để các con trẻ đến với ta. Let the children come to me. Đừng ngăn cản. Do not forbid them. Vì vương quốc của thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ngài đặt tay trên các cháu rồi rời khỏi nơi đó. And he laid his hands on them and departed from there. Chính Đức Chúa Giêsu đặt tay trên các cháu. Jesus Christ himself laid hands upon the children. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thấy rằng đặt tay là việc Đức Chúa Trời định. Và đã ghi lại chúng ta từ sáng thế. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Thứ năm, việc đặt tay được dùng để chuyển tải thẩm quyền thuộc linh cho người lãnh đạo. The laying on of hands was used to convey the spiritual authority for leadership. Timothy thứ nhất chương 4 câu 14. 1 Timothy 4:14. Đừng sao lãng ân tứ trong con là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. Thứ sáu, việc đặt tay khơi dậy quyền năng ở bên trong. And six, the laying on of hands stirs up the gifting that's within you. Timothy thứ nhì chương 1 câu 6. 2 Timothy 1:6. Vì vậy ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Trong rất là quan trọng để chúng ta thấy. It's very important, my brothers and sisters, that we understand this. Timothy đã nhận được cái gì đó, có thể cảm nhận được, có thể biết rằng nó đang hoạt động hay là không. He knew whether his giftings were working or not. Follow quan sát. Paul was observant and saw this young pastor Timothy. Ông thấy vì một lý do nào đó. And he said for whatever reason. Cái ân tứ không hoạt động một cách mạnh mẽ. The giftings weren't activated. They weren't powerfully moving within Timothy. Cho nên Phêrô nhắc nhở. So then Paul reminded Timothy. Đó là hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh. To stir up the gift of God. Như vậy cho chúng ta thấy rằng ân cứu ơn của Chúa nhận lãnh bởi sự đặt tay. That the spiritual gifts are given or imparted by the laying on of hands. Là một cái điều rất là thật. It's something that's very true. Và chúng ta có thể cảm nhận được. And we can feel it, we can sense it. Chúng ta có thể thấy nó đang hoạt động hay là nó không được hoạt động. That they're moving, they're working, or that the gifts are not. Nó đang cháy một cách mạnh mẽ hay là whether the gifts are on fire or if it needs to be stirred up again. Amen. Thứ bảy, những dấu kỳ phép lạ được chuyển tải bằng việc đặt tay. Signs and wonders are imparted by the laying on of hands. Công vụ chương 14 câu số 3. Let's look at Acts chapter 14 verse 3. Do vậy hai sứ đồ ở lại đó một thời gian dài, giảng luận về Chúa một cách mạnh dạn. Chúa dùng tay họ làm các dấu lạ và phép màu để thực chứng cho đạo ân điển của Ngài. Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Cảm ơn Chúa. Chúa dùng cái gì của họ anh chị em? What did God use? What did Jesus Christ use? Chúa dùng tay của họ để làm các dấu lạ. To do signs and wonders. Một lần nữa, tay anh chị em đặt ở trong Chúa là tay đầy quyền năng. Again, once again, I want to tell you the hands that you have in God are full of power. Nhất là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Especially if the Spirit of God is in us. Cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Cho nên không có gì để thắc mắc. Khi chúng ta đặt tay sẽ có chuyện xảy ra. Amen anh chị em. Amen. Nhưng nếu chúng ta không đặt tay, chúng ta không đưa tay của mình ra, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Chúa đã định. Because God has already planned this. Đức Chúa Trời đã liệt kê cho chúng ta một cách cụ thể trong lời của Ngài cách chúng ta có thể chuyển tải bởi sự đặt tay của chúng ta. God has described in detail how we can impart things by the laying on of our hands. Để những người lạc mất có thể được cứu. So that the lost can be saved. Để chữa lành cho người bệnh. So the sick can be healed. Để giải cứu những người bị áp bức. So that the possessed or the oppressed can be delivered. Để chuyển tải quyền năng sức mạnh. To impart the power and the strength of God. Để chuyển tải ân tứ thuộc linh. To impart the spiritual gifts. Để chuyển tải sự phước hạnh của Đức Thánh Linh. The blessing of the Holy Spirit. Và để có thể tài trợ cho mùa gặt trong thời kỳ sau rốt này. Vì một trong những điều mà Chúa Ngài ban phước trên tay của chúng ta, đó là Ngài làm cho tay của chúng ta được mạnh sức để làm nên của cải lớn lao. Bởi vì Chúa Ngài đã định như vậy. Cho nên Chúa muốn chúng ta sử dụng tay của mình để chúng ta thực hiện những công tác Chúa Ngài giao cho chúng ta. Vì Chúa Ngài đã định. Muốn chúng ta làm những người kết quả trong ơn của Chúa. Về thuộc linh chúng ta có thể chuyển tải sự chữa lành. In the spirit we can impart healing. Chúng ta có thể chia sẻ ơn của Chúa cho những người chúng ta đặt tay. We can share the blessings of God with the laying on of hands. Chúng ta có thể đặt tay để chuyển tải ơn của Chúa. We can lay hands and we can put the favor of God. Impart the favor of God. Và chúng ta có thể nhờ cậy Chúa ở trong ơn của Ngài. And we can depend on God. Để thực hiện những công tác này. To do these things. Để người có bệnh cần được chữa lành sẽ được chữa lành. Những người cần được giải cứu sẽ được giải cứu. Những người thắc mắc và muốn có đức tin để tin Chúa, thì họ sẽ thấy chính Chúa. Ngài lấy những dấu kỳ phép lạ này để làm chứng cho họ. Be a witness to them. Đức Chúa Trời lấy những phép lạ và đủ mọi thứ phép màu, all of these signs and wonders, để cùng làm chứng với chúng ta. To bear witness with us, for us. Cho nên nhiều người sẽ được cứu. So that many will be saved. Amen. Amen. Rồi chúng ta sẽ thấy đạo của Chúa được phát triển. And then we're going to see the kingdom of God expand. Chúa muốn chúng ta thực hiện những công việc này. God wants us to do these things. Và Chúa Ngài cũng ban phước trên tay của chúng ta. And He blesses our hands to do it. Khi chúng ta chúc phước trên con cháu của mình. Whenever we bless our children, tất cả những gì chúng ta đặt tay lên và chúng ta chúc phước. Whatever we do with our hands to bless them, thì Chúa Ngài sẽ ban phước. Then God is going to bless them. Như Jacob đã chúc phước cho cháu của mình. Blessed his grandchildren. Và việc đã xảy ra đúng như vậy. And we see the word of the Lord that it took place. Chẳng những ngay lúc đó. Not only in that time. Mà ông tiên tri rằng sau này. He prophesied that after this, người ta sẽ nói về hai đứa cháu của ông. Talk about his grandchildren. Đúng như điều ông đã công bố. Just as he declared blessing them. Abraham sẽ trỗi cao hơn anh của mình will raise up higher, be greater than his older brother, sẽ trở nên nhiều dân tộc, and will become a great nation, many nations. Nó kết quả. That is the result. Và Chúa Ngài cũng hứa Ngài ban phước trên tay của chúng ta. That he would bless our hands, để tay chúng ta sẽ làm nên tài sản của cải lớn lao. Be able to be prosperous. Để chúng ta có thể trở nên nguồn phước. So that we could be a blessing. Khi chúng ta yểm trợ cho việc làm của Chúa, the ministry of tài chánh mà chúng ta làm được. Through our finances. Amen, anh chị. Amen. Cho nên hãy dâng cho Chúa bàn tay của mình. Your hands. Nhất là tay phải của mình. Especially your right hand. Tay phải là cánh tay mạnh sức. Your right hand is the hand of strength. Như chúng ta thấy khi Jacob đặt tay ở trên Ephraim, bằng tay phải của ông. With his right hand. Ý định là để chuyển tải phước hạnh của Ngài cho con cả. The idea is to impart the blessing of God, the blessing that Jacob had upon his children, his grandchildren, by the leading of the Lord. Ông đã đặt tay trên đứa nhỏ. He laid his hands upon the youngest. Nhưng mà cái kết quả của việc đặt tay phải của ông, but the result of laying his right hand upon the young child, đúng theo như điều mà lời ông tiên tri khi ông đặt tay trên Ephraim, was according to the declarations that he spoke over Ephraim. Amen. Amen. Hãy dâng tay phải của mình cho Chúa. So give your right hand to the Lord. Amen. Amen. Hãy thưa với Chúa rằng con sẽ sử dụng tay của con. I'm going to use my hand. Con sẽ sử dụng cái phần này của thân thể để tôn vinh Chúa. To glorify you. Amen anh chị em. Amen. Khi chúng ta đặt tay vào người ta kinh nghiệm sự chữa lành. You're going to see that people are going to experience the healing of God in their lives. Kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa. They're going to experience the blessing of God. Thì danh Chúa sẽ được ca sanh. And the Lord will be glorified. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta kinh nghiệm một số những cái mức độ của phước hạnh mà chúng ta nghe thấy ở trong Kinh Thánh. We have experienced some of the blessings that we've read about in the scriptures. Trong một chuyến đi về Việt Nam. In one of our trips, ministry trips to Vietnam. Có một cặp vợ chồng. There was a couple, a husband and wife. Họ nhờ chúng tôi cầu nguyện. They asked us to pray for them. Rằng thai nhi ở trong bụng của người vợ. And they said that the infant that was in the mom's womb đã 2 ngày rồi nó không có máy, không có di chuyển. They hadn't felt any movement. Và bác sĩ nói rằng and the doctor said chắc là thai nhi đã chết. That probably the infant was dead. Và định ngày để and they tried to determine a date to withdraw the infant from her womb. Nhưng mà các em có đức tin. But this couple had faith. Họ nhờ chúng tôi đặt tay cầu. Và cảm ơn Chúa, Chúa đáp lời. Một năm sau tôi trở lại. Họ ẵm bé đến. They carried the baby to me. Rằng khi mục sư đặt tay cầu nguyện. Pastor, when you laid hands to pray for us. Thì đúng ngày chúng tôi đến nơi thì bác sĩ nói rằng, ô bé sống đâu có cái gì. The day that was determined to withdraw the baby from my wife's womb, they looked and they saw, oh, the baby's fine, the baby's moving around. Và cuối cùng là cháu đã được sanh ra một cách khỏe mạnh. Anh chị em, tôi muốn chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Sisters, I share this to encourage you. Đặt tay là kế hoạch của Chúa Trời Đình. Hands is the thing that the Lord determined. He already planned for us to do this. Để chúng ta có thể chúc phước. So that we could bless. Để chúng ta có thể chuyển tải phước hạnh. So that we could impart favor and blessing. Để chúng ta có thể biệt riêng những chức vụ. So that we could set apart ministries. Để chúng ta có thể chữa lành những thân thể. So that we could bring healing to the bodies of the sick. Để chúng ta có thể giải cứu người. So that we could deliver the oppressed. Amen. Amen. Hãy sử dụng tay của mình một cách tối đa. So use your hand as much as possible. Amen. Amen. Để cánh tay của chúng ta trở nên công cụ trong tay của Chúa rất cao mà Chúa chúng ta dạy. Has paid a very high price for us. Chúng ta đã nghe các chùa tại Việt Nam họ cấp tốn nhiều kinh phí rất là lớn. We hear about the temples, the Buddhist temples that are built in Vietnam, that they took so much money to build. Nhưng mà không có gì đáng giá bằng. But there's nothing as valuable as the blood of Jesus Christ. Vậy mà Chúa Ngài đã trả bằng chính huyết của Ngài để chuộc chúng ta về. God, Jesus Christ has already paid the price with His blood. Và lời của Chúa tối hôm nay nhắc chúng ta. And the word of the Lord reminds us. Chúng ta đã được Chúa Ngài chuộc về một giá bởi giá rất cao. By a very high price. Cho nên lấy thân thể của mình mà lời khen Chúa. Take your bodies and offer it up to the Lord as a temple of worship. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ chúng ta đáp ứng lại bằng cách nào? So how are we going to respond? Tôi khuyến khích anh chị em bây giờ. I want to encourage you right now. Dâng bằng tay của mình cho Chúa. To give your hands to the Lord. Bằng hết cả tấm lòng của mình. With all your heart. Hãy thưa với Chúa bằng hết cả tấm lòng. Tell the Lord with all of your heart. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến. Thank you, Lord. Và Ngài muốn sử dụng tay của chúng con. That you have prepared, that you have planned, and you want to use my hands. Con cầu xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ. That you will give me boldness. Một niềm tin chắc chắn. And a faith. Khi con đặt tay trên người bệnh, con muốn quyền năng phục sinh chữa lành của Ngài trải qua tay của con, để chạm đến những thân thể, chạm đến những bộ phận, để quyền năng của Ngài có thể chạm đến. Và chúng con sẽ thấy nhiều người được chữa lành, những người cần được giải cứu được giải cứu. Those that need to be delivered, that they will be set free. Những tâm trí bấn loạn sẽ kinh nghiệm được sự bình an. That the minds that are full of confusion will now be filled with peace and order. Thầy Chúa, chúng con cũng dâng tay của mình. God, I give you my hands. Xin ban phước khi chúng con chúc phước trên những người thân thương của chúng con. Bless us, Lord God, whenever we bless our loved ones. Xin ban phước trên bàn tay của chúng con. Bless our hands, O God. Để làm nên sản nghiệp, làm nên của cải lớn lao. To be able to be prosperous as we work. Khiến cho những gì tay chúng con đụng đến, causing whatever our hand touches. Chúa Ngài sẽ khiến cho nó được thịnh vượng. That you will cause it to be fruitful. Như năm xưa Chúa đã sử dụng tay của Joseph như thế nào? Just as you did and used the hands of Joseph. Xin cũng sử dụng tay của chúng con. Use our hands. Để làm nên của cải lớn lao. To be prosperous, Lord God. Để chúng con có thể sử dụng. To be fruitful so that we can use. Để chúng con yểm trợ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Use the finances to support your ministry here on this earth. Chúng con ngợi khen Ngài. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. We praise you, God. Vì kế hoạch của Ngài. For your plan. Và sự bày tỏ của Chúa trong bài học buổi tối hôm nay. And your revelation. Bây giờ con đã hiểu. Now I understand, God. Xin sử dụng tay của con. Use my hand. Cho vương quốc của Ngài. For your kingdom. Xin con cảm ơn Chúa. We praise you. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em, tôi muốn cầu nguyện cho các anh chị em nào muốn. My brothers and sisters, I want to pray for those of you who want to experience phước hạnh mà Chúa Ngài đã ban cho tay của chúng tôi. That God has given us in our hands. Như chúng ta thấy thần khôn ngoan đầy dẫy trên Giô-suê vì Mô-sê đặt tay trên ông. Spirit of wisdom come upon Joshua because Moses laid hands on him. Timothy được ơn của Chúa vì Timothy was blessed Paulo đặt tay trên because ông. Paul laid hands upon him. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được một sự chuyển tải. Và chúng tôi ước mơ và tha thiết. And we pray. Đó là những gì Chúa cho chúng tôi có, chúng tôi muốn truyền tải cho anh chị em. Phước hạnh và sự sức giàu của chức vụ chữa lành, Chúa Ngài cũng sẽ ban cho anh chị em. Để anh chị em sẽ bắt đầu thấy những mức độ của sự chữa lành lớn hơn trong những ngày sắp đến. Khiến cho những thai nhi đã chết cũng sẽ được sống. That are dead in the womb to live again. Những người câm điếc bẩm sinh sẽ kinh nghiệm được phép. Who are deaf and mute from birth, that they'll be able to hear and to speak. Những người đã nằm liệt giường 4 năm, 8 năm có thể ngồi dậy. 4 years, 8 years, that they can rise up to sit up and walk again. Công việc của vương quốc của Đức Chúa Trời là the work of the kingdom. Ngài cho chúng ta chức vụ của sự chuyển tải. He gives us the ministry of impartation. Để nó cứ lan tỏa ra. So that it can continue to ripple out and spread. Khi chúng ta chuyển tải lời của Đức Chúa Trời, impart the word of God, chúng ta đào tạo môn đồ. We are building disciples. Khi chúng ta chuyển tải ơn của Chúa, whenever we impart the blessing of God, chúng ta nhân bội lên. We're multiplying. Những thợ gặt cho cánh đồng của Đức Chúa Trời. The laborers for the harvest. Muốn xin Chúa Ngài ban phước. So may God bless us. Một trong những ý nghĩa của việc chúng ta xin sự sức giàu. One of the things that we ask the Lord to anoint us with. Sự sức giàu cũng có nghĩa là chúng ta biệt riêng cái điều đó, cái gì đó để dành riêng cho Chúa, để Chúa sử dụng. Set something apart for God to use. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng tôi sẽ đi qua và sẽ sức giàu trên tay phải của anh chị em. We're going to pray for you and then anoint your right hand. Như chúng ta thấy công gì đó mà lời của Chúa ghi lại, chúng ta dường như tay phải của chúng ta có Where the Lord tells us that there's something in our right hand that's more powerful than our left. Ông Joseph cũng biết điều đó. Joseph knew this. Cho nên ông chỉnh cha của ông. He corrected his own father. Rằng cha ơi, không phải như vậy. Father, no, you're not supposed to do it that way. Nhưng mà Jacob đã trả lời. But Jacob responded. Cha biết, cha biết. I know, I know. Bởi vì Chúa đã hướng dẫn cho. Because the Lord led him. Tôi tin rằng Chúa đang hướng dẫn chúng ta trong buổi tối hôm nay. I believe that God is leading us even right now. Và những gì chúng ta làm theo sự hướng dẫn của Chúa, and that whatever we do according to the leading of the Holy Spirit, chắc chắn sẽ có kết quả. Then surely will be fruitful. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tay phải. Your right hand. Tay phải. Your right hand. Hãy nói với Chúa trong giờ này, con dâng tay phải con cho Chúa. God, I give you my right hand. Xin sử dụng nó. Use it, Lord. Cảm ơn Chúa. Tuôn đổ. Việc riêng bằng tay phải này để làm những phép lạ lớn lao trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Chẳng những phép lạ mà phép lạ của sự tái dựng sẽ được thể hiện ra, để khiến mắt mù được thấy, tai điếc được nghe, lưỡi câm sẽ được rộng và nói ở trong ơn của Chúa. Ngài khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Sức giàu trên tay này để phước hạnh của Ngài bày tỏ ra, quyền năng của Ngài lui xuất. Chúng con sẽ thấy những phép lạ lớn lao xảy ra bởi tay phải của chị em con. Chúng con ngợi khen Ngài. Sức giàu trên bàn tay phải này, khi nó đưa ra, rờ chạm, làm điểm tiếp xúc, thì quyền năng của Ngài sẽ lui xuất ra. Như năm xưa, đức tin của người đàn bà bị bệnh mất huyết đã vươn tới và đã thu hút quyền năng của Chúa. Như thế nào thì quyền năng của Chúa đã lui xuất ra, lập tức bà được chữa lành. Quyền năng của Chúa sẽ thể hiện khi có những con người có đức tin được tiếp xúc bởi sự đặt tay của bàn tay phải này của Chúa. Và chúng con thấy những điều lớn lao sẽ xảy ra trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Sức giàu và ban ơn trên bàn tay phải này. Sử dụng chị em con để không chỉ còn là người giới thiệu người khác nữa, nhưng mà chính chị em con, chị Loan sẽ đặt tay trên những người đau ốm và họ sẽ được lành ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi biết rằng chị đã hưu hạ, nhưng mà tôi cảm thấy rằng Chúa chưa xong. Chúa đã từng ban phước trên tay để làm của cải. Chúa Ngài sẽ ban phước, và chị sẽ kinh nghiệm một mức độ của sự ban phước của Chúa để có thể làm nên tiền bạc một cách lớn lao trong những ngày sắp đến. Chúa ban phước trên tay này. Cảm ơn Chúa. Những sự khao khát và trân quý của Tùng cho chức vụ của con. Con giờ này nhân danh Chúa và chuyển tải ơn mà Chúa Ngài đã đặt ở trên chúng con, để khiến cho tay phải của Tùng có thể làm việc ở trong một sự sức giàu, ở trong mức độ mà thần của Chúa đã định ở trên cuộc đời và chức vụ của con. Truyền tải cho dòng, để bởi ơn của Ngài, chúng con sẽ thấy những việc lớn xảy ra trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa Ngài hứa. Chúng con khao khát trong mức độ nào, Chúa Ngài đổ đầy theo mức độ đó. Xin truyền tải ơn của Ngài và Chúa dòng, và giúp đỡ để tay này kể từ ngày hôm nay khi đặt trên ai thì phước hạnh của Chúa liền xảy ra ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài khen Chúa. Truyền tải ơn của Ngài, biệt riêng tay phải này cho công việc của Chúa. Tay này sẽ thấy kết quả lớn lao trong những ngày sắp đến. Biệt riêng nó Chúa dẫu dành riêng để sử dụng cho công việc mở mang nước của Đức Chúa Trời. Chúng con ngợi khen Ngài. Và chúng con công bố kết quả sau này sẽ lớn hơn trong các năm qua. Những thân thể cần được sự chữa lành sẽ được chữa lành một cách nhanh chóng trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, xin sử dụng cuộc đời của anh em con để làm một đền thờ đẹp đẽ, vinh hiển và đầy quyền năng của Chúa. Những dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra, và người ta sẽ biết rằng đây là đền thờ nơi Chúa ngự. Đây là một cái đời được Chúa Ngài ngự trị và ban phước. Ban ơn trên tay của anh em con. Để phép lạ của sự chữa lành, của sự chuyển tải ơn của Ngài tiếp tục Chúa Dẫu sử dụng một cách lớn lao, và cũng ban phước để tay này làm nên những sản nghiệp lớn. Chúng con ngợi khen Ngài. Tay phải cũng đưa ra để chúc phước cho những con người, để họ cũng được phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn biệt riêng tay này Chúa Dẫu, để có thể thấy những việc lớn lao của Chúa được bày tỏ ra. Ở trong ân quyền của Ngài, phước hạnh của Ngài lưu xuất, quyền năng chữa lành được thấy. Trong con ngợi khen Chúa. Biệt riêng nó Chúa Dẫu. Anh em con hết lòng dâng cho Chúa bàn tay của mình như thế nào, xin Đức Chúa Trời sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài. Trong con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Sức giàu ở trên tay này, quyền năng của Ngài thể hiện ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa của chúng con. Gọi là đi xa. Cảm ơn Chúa. Chuyển tay cho nhau. Như năm xưa Phao-lô đặt tay trên Ti-mô-thê, thì có ơn của Chúa một cách rất hiển thực khi nó hoạt động người khác thấy, khi nó không còn mạnh mẽ tươi mới hoạt động, người bên ngoài nhìn cũng thấy. Lại Đức Chúa Trời, chúng con xin đặt để ơn quyền của Ngài trên tay phải này của anh Cường cũng giống như vậy. Người ngoài nhìn có thể thấy được kết quả của tay này ở trong ơn của Ngài. Ngài khen Chúa. Sử dụng Chúa Dẫu. Ơn quyền của Ngài thể hiện. Cảm ơn Chúa. Ngài em cầm binh khí này của con, Chúa ban phước trên một ngày sẽ làm những công việc mà thầy của mình làm, và sẽ làm lớn hơn nữa trong ơn của Ngài. Vì chúng con đều được Chúa Ngài hứa, chúng con sẽ làm những việc lớn ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Ban phước trên tay phải này, nó khiến những gì tay Cường đụng đến đều sẽ được Chúa Ngài ban phước. Chữa lành, chuyển tải phước hạnh ở trong ơn của Ngài, sử dụng bàn tay này cho vinh quang của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn trên tay anh em con, chuyển tải những gì Chúa đã đặt trên đời sống và chức vụ con cho anh em con. Nôm sẽ trỗi dậy để Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Ngài khen Chúa. Chúc tụng Ngài. Sự sức giàu của Ngài mạnh mẽ vượt qua hết tất cả những ngăn trở. Anh em con có thể chuyển tải một cách hiệu quả cho nhiều người. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng con. Tay phải trong ơn quyền của Ngài sẽ được Chúa Ngài sử dụng để chuyển tải phước hạnh của Chúa, để đặt tay trên kẻ đau, để kinh nghiệm ân quyền của Ngài lui xuất ra. Xin ban phước trùng tu chỉnh sửa, để đền thờ này sẽ được Chúa Ngài ban ơn đầy vinh quang và quyền năng của Chúa, và sẽ làm nên những kỳ tích lớn lao trong ơn của Ngài, đông đầy trong ơn của Chúa. Ngợi khen Ngài. Chúa Dẫu chúng con tay này, tay phải này tiếp tục sức giàu và ban ơn, để khi chị em con trung tín tiếp tục đặt tay trên những người thân chủ đến để được làm đẹp, thì lại Đức Chúa Trời chúng con sử dụng chị em con một cách lớn hơn nữa, để rồi cửa tiệm của chị em con chẳng những chỉ làm đẹp cho tóc tai, cho bên ngoài, nhưng mà cũng sẽ làm đẹp những tâm hồn, những cuộc đời khi đưa họ đến nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Để tiếp tay mà chúng con sẽ xây dựng nhiều đền thờ nữa, đầy quyền năng đẹp đẽ cho Chúa ở trên thành phố này. Chúng con ngợi khen Ngài. Đóng đầy cho đến chừng tràn ra cho những người xung quanh. Ngợi khen Chúa chúng con. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Đổ đầy trong ơn của Ngài. Bởi ơn của Chúa, anh em con sẽ kinh nghiệm được Chúa Ngài sử dụng trong ơn của Ngài. Bless this right hand. Loaded with your power. And as Peter extends his hand to minister to people, your power, resurrection power, begin to be released to bring healing, to restoration of the system of the organ that need to be restored, to be healed. Father, ask us right now that your power will so saturate this right hand, Lord, that even people begin to recognize there's something about Peter when he lay hands on people. We thank you, Lord. We praise you. Hallelujah. For I ask right now that you will bless Thanh Tín with this right hand. The hand that brings healing. The hand that brings comfort. The hand that naturally have put on forehead of her children when they have fever. We ask right now that you will transfer the anointing and use this hand, Lord, to bring physical healing and mental healing to people that Thanh Tín lay hand on them. Also, Lord, bless this hand to create wealth, that you will increase exponentially the business that this hand manage. We thank you, Lord. We praise you. Fill. For I ask that you will bless. Xin Chúa ban phước trên tay phải của chị em con, ban ơn để đời sống chị em con dù mới trở lại với Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.